Hôm nay, giáo hội mừng kính một vị thánh là mẫu gương lao tác tuyệt vời và mọi người chúng ta được mời gọi để noi theo và nên thánh trong bổn phận của chính mình. Vào năm 1955, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã chọn Thánh Giuse làm bộ mạng của những người lao động. Kể từ đó, thế giới đã chọn ngày 1 tháng 5 là ngày lễ tôn vinh lao động. Bởi nơi thánh nhân, chúng ta dễ dàng nhận ra Ngài là vai trò trụ cột trong gia đình, đã cần lao làm việc để lo sao cho thánh gia được bình an và hạnh phúc. Chính nhờ những hy sinh của Thánh Giuse mà con Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu được lớn lên về thể lý, vững mạnh về tinh thần và có thể trở nên một con người trọn vẹn. Sách Tin Mừng ghi nhận là sau một khoảng thời gian lánh nạn bên Ai Cập, Thánh Giuse đưa mẹ Maria và hài nhi Giêsu trở về Nazareth. Nơi đây, hẳn là Thánh Giuse đã ưu tư lo lắng rất nhiều để làm thế nào có thể chu toàn bổn phận chăm lo và gìn giữ gia đình trong hoàn cảnh hết sức túng nghèo này. Quả vậy, phải miệt mài lao động, vất vả làm ăn và phải gặp biết bao khó khăn, Thánh Giuse mới có thể giúp gia đình ổn định kinh tế và vợ con được cơm no áo ấm. Mặc dầu việc chi tiêu của thánh gia rất đơn giản, nhưng là một trụ cột trong gia đình, chắc là Thánh Giuse đã phải trăn trở ngày đêm để cùng với mẹ Maria chăm sóc chu đáo cho Giêsu. Với tình yêu và trách nhiệm của người cha, người chồng, thánh nhân chẳng ngại khó khăn, không nặng lòng trước biết bao khó nhọc của nghề thợ mộc. Ngài đã miệt mài cần mẫn lao động vất vả để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Là người bảo vệ thánh gia, Ngài yêu thích công việc lao động. Với Ngài, lao động phải đặt tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa, để từ đó mới có tình yêu, lòng phấn khởi cùng lao tác với Thiên Chúa. Nơi cuộc sống âm thầm ở vùng thôn quê hẻo lánh xứ Nazareth, chúng ta bắt gặp một người hăng say làm việc với lòng yêu mến và tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban ơn trợ lực cho Ngài, giúp Ngài làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha nuôi của Đức Giêsu. Nhờ đó thánh gia mới có được một cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc nơi xóm nghèo thôn quê. Là một công nhân, Thánh Giuse thấu hiểu được nỗi vất vả cơ cực của lao động. Dưới cái nắng cháy da hay dưới áp lực của công việc, ai cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nơi gia thất năm xưa, Thánh Giuse cũng tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc khi được chung chia cuộc sống với Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Như thế, một mặt Ngài nỗ lực lao tác để chăm sóc cho gia đình, mặt khác, Ngài cũng nhận được nguồn hạnh phúc từ Thánh Tử Giêsu. Nhờ đó, sức nặng của công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có Chúa Giêsu, thánh nhân được nghỉ ngơi bồi dưỡng, được có thêm sức sống để tiếp tục lao động hăng say. Chính Giêsu là nguồn sức lực để thánh nhân làm việc và lướt thắng mọi bôn ba của kiếp người. Hôm nay, Thánh Giuse cũng muốn chia sẻ mọi khó nhọc với chúng ta. Hẳn là ai cũng muốn một cuộc đời ấm êm, sẵn sàng lao động để xây dựng một cuộc sống bình an, sung túc. Trong khốn khó của phận người, chúng ta hãy đến cùng Thánh Giuse để Ngài chia vơi nỗi khốn cùng của chúng ta, để Ngài nài xin Thiên Chúa cho ta lấy lại sức lực để bước tiếp trên con đường đời. To thy own soul. Này Cha Giuse, luôn chung.